Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Như vậy là ở thị trường Việt Nam chúng ta đã chính thức chộp lưới order những chiếc Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus với tên gọi là Samsung Galaxy Note mới. Và cũng như thường lệ của những năm về trước thì chúng ta cũng sẽ có những mức giá dự kiến và cũng sẽ có những phần quà dành cho những bạn pre-order sớm, đặt hàng sớm đấy. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số đại lý uy tín đang cho pre-order đặt trước những chiếc Samsung Galaxy Note mới và cũng như là xem đại lý nào sẽ có phần quà tốt nhất dành đến cho các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với đại lý phân phối máy chính hãng lớn nhất tại Việt Nam, đấy chính là Thế Giới Di Động Mobile World Global. Hiện tại ở đây thì đang cho các bạn đặt trước Samsung Galaxy Note mới với mức giá là 27.990.000 đồng, hỗ trợ trả góp 0%. Phần quà 6 triệu của bạn sẽ bao gồm là vòng đeo tay theo dõi sức khỏe Galaxy Fit này, sạc dự phòng không dây, chúng ta sẽ có cục sạc 25W, tức là cái cục sạc chuẩn USB-C để cho các bạn có thể sạc cái chiếc Note 10 nhanh hơn, và cũng như là chúng ta sẽ có bao da Clear View của Note mới. Và hầu hết những món phụ kiện này thì nó đều là những cái thứ sẽ hỗ trợ cho chiếc máy của các bạn dùng. Thế thôi. Tiếp tới thì chúng ta sẽ đến với FPT Shop. Thì tại đây mức giá dự kiến của Samsung Galaxy Note mới cũng sẽ là 27.990.000, tức là bằng ngang với Thế Giới Di Động. Chúng ta vẫn sẽ có trả góp 0%, nhưng phần quà 6 triệu nó sẽ hơi khác một chút. Đấy là các bạn sẽ được tặng loa Harman Onyx Studio 6. Cùng với đó thì nếu các bạn đặt sớm thì chúng ta cũng sẽ được tặng thêm sạc dự phòng không dây đến từ Samsung. Tới với cửa hàng Cellphones thì mức giá đặt trước dự kiến ở đây cũng sẽ là 27.990.000. Hình như là tất cả các đại lý mà mình liệt kê ở trong đây đều cho đặt trước Samsung Galaxy Note mới với mức giá là 27.990.000 thì phải. Nhưng mà đây cũng sẽ chỉ là mức giá dự kiến thôi nha các bạn. Tất nhiên khi mà cái chiếc Samsung Galaxy Note này ra mắt, chúng ta cũng sẽ có những cái mức giá nó sẽ tốt hơn, ví dụ như là 23.990.000 hoặc là 22.990.000, cũng giống như Samsung Galaxy Note 9 của năm ngoái mà thôi. Về phần quà của Cellphones, khi mà các bạn đặt sớm tại đây thì chúng ta sẽ có phần quà 6 triệu bao gồm là loa Harman Onyx Studio 5, sạc dự phòng không dây chính hãng Samsung. Cái đấy thì là trả góp 0%, cũng khá giống với quà tặng của FPT Shop, nhưng nó cũng sẽ chỉ dừng lại ở việc là khá giống mà thôi, chứ nó không giống hoàn toàn. Tiếp tới thì chúng ta sẽ qua đến với Di Động Việt. Thì ở đây cũng đang cho đặt trước Galaxy Note mới với mức giá là 27.990.000. Quà tặng thì mình sẽ thấy là đa dạng hơn với hai option. Option thứ nhất thì các bạn sẽ có robot hút bụi thông minh đến từ thương hiệu Anker, và chúng ta sẽ có pin dự phòng không dây chính hãng Samsung. Option thứ hai thì sẽ là một bộ quà tặng 4 món, vẫn chưa rõ là có những món gì bên trong đấy. Nhưng mà với 4 món này thì như mình dự đoán nó sẽ là 4 món giống như kiểu của Thế Giới Di Động tặng đến cho các bạn. Tới với cửa hàng thứ 5, đấy là Hoàng Hà Mobile. Thì tại Hoàng Hà Mobile cũng sẽ cho đặt trước chiếc Samsung Galaxy Note mới này với mức giá là 27.990.000 đồng. Nhưng mà bộ quà tặng 6 triệu thì sẽ bao gồm loa Harman Onyx Studio 4, chúng ta sẽ có tai nghe JBL Live 200BT, sử dụng phòng không dây Samsung, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày, SIM 4G và trả góp 0%. Sau khi xem qua những ưu đãi bên trên thì theo nhận định của mình, những cái món quà đến từ FPT Shop, Cellphones và Di Động Việt theo mình là ổn nhất. Vì thứ nhất, FPT Shop sẽ tặng cho các bạn loa Harman Onyx Studio 6. Đây là một mẫu loa chưa giới thiệu ra trên thế giới mà mới chỉ xuất hiện tại Việt Nam tháng 6 vừa qua mà thôi. Và cụ thể thì trước đấy cũng đã có mặt tại Hi-Fi Show 2019 của Nghe Nhìn Việt Nam tổ chức, và mình cũng đã có video chia sẻ đến cho các bạn rồi. Về chất âm của Onyx Studio 6 thì có lẽ là chúng ta sẽ không cần phải bàn, bởi vì là Onyx Studio 5 đã quá là ngon. Onyx Studio 6 được bổ sung thêm kháng nước và chúng ta sẽ có cái thời lượng pin nó nhỉnh hơn 2 tiếng so với Studio 5, thì đây là điều quá là tuyệt vời. Cái thứ hai đấy là tại sao mình lại lựa chọn ra Cellphones. Thì ở đây cũng chúng ta cũng sẽ được tặng thêm cái mẫu loa đấy là Onyx Studio 5. Đây cũng là một mẫu rất là ngon và nó yếu hơn 6 ở những điểm gì thì vừa nãy mình cũng đã nói. Nhưng bù lại, khi mà các bạn đặt hàng trước cái chiếc Samsung Galaxy Note mới này thì cái phần quà sạc dự phòng tặng thêm ấy, các bạn không bị giới hạn ngày như ở FPT Shop. Ví dụ ở FPT Shop thì các bạn phải đặt từ ngày 1 tháng 8 cho tới 14 tháng 8 các bạn mới được tặng sạc dự phòng cơ. Còn ở Cellphones thì không giới hạn ngày. Thì đấy cũng sẽ là một cái điều mà các bạn cần lưu ý. Còn với bộ quà tặng của Di Động Việt thì quá dễ để hiểu rồi. Di Động Việt sẽ có hai option đấy cho các bạn, từ đó thì các bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Và cũng như là chúng ta sẽ có ở đây là một con robot hút bụi. Thì đây là một cái vật dụng mà mình thấy nó hữu dụng cho nhà của các bạn. Ví dụ như các bạn mua con Note về, các bạn có con robot hút bụi tặng vợ của bạn hay là tặng phụ huynh các bạn, thì cái đấy là hai người cùng vui chứ không phải một người hưởng đâu. Ví dụ như các bạn mua Note 10, Note mới đi, các bạn chỉ được tặng kèm những món phụ kiện thì tất nhiên là chỉ một mình bạn dùng được thôi. Nhưng đây các bạn mua Note 10 về nhưng mà nhiều người dùng được,
Nhiều người không dùng nước mũi của bạn nhưng người ta dùng được món phụ kiện của bạn mang về, thì đấy cũng sẽ là một cái lựa chọn. Nhưng đấy cũng sẽ chỉ dừng lại ở việc là những cái sự lựa chọn mà mình thấy là ổn nhất theo cái cảm quan của mình mà thôi. Còn theo các bạn thì tại đâu sẽ có phần quà là hữu ích nhất, thì xin mời comment để lại cái sự lựa chọn của các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và là các bạn cảm thấy vui, đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Đạo Chí Nghe Từ Việt Nam để chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều video hơn nữa. Xin chào và gặp lại bạn trong những video lần sau.